các bạn. À, như đã hứa, hôm nay chúng ta đã có cái vòng gala của thử thách 50 người. Mình có tất cả là 5 clip 50 người và mỗi clip mình chọn ra được một người. Và đây bạn thấy có 5 người, có nghĩa là chọn từ 250 người mới ra được 5 người này các bạn. Và vòng này chính là vòng dành cho 5 người đã chiến thắng ở 5 vòng trước. Rồi đây còn là những người rất là chiến đấu rất là dữ luôn mới có thể được vô được cái vòng gala này. Và như tiêu đề bạn nhìn thấy, vòng gala này chúng ta sẽ có cái tiền tài trợ lên đến. Vô đây lấy hàng vô đây vậy. Đây, vòng này cái tiền tài trợ tụi mình lên đến 100 triệu nha các bạn. 100 triệu này là tiền để kinh phí để thực hiện cái gala này. Chứ không phải là giải thưởng, mà là kinh phí để thực hiện. Rồi còn 90 triệu nha mọi người. Và cái thử thách của vòng gala này rất là đơn giản các bạn. 5 người chơi, mỗi người sẽ được ngồi một chiếc ghế nóng. Và trong cái phần gala này chúng ta sẽ chơi theo nhân phẩm, sức chịu đựng, sự thông minh nữa. Rất là đơn giản và mình sẽ cứ lâu lâu mình cứ tạo ra những cái trò chơi, những cái mini game, những cái thử thách nhỏ cho mọi người cùng chơi. Và ghế này là ghế nóng, cứ chơi sai hoặc là cái kiểu gì đó thì ghế nó sẽ nâng cao lên, nâng tới mức độ nào đó và sẽ bị gớt dưới nước. Ai gớt dưới nước đồng nghĩa với việc là đi về. Người cuối cùng còn ngồi trên chiếc ghế này sẽ thắng cái giải thưởng cuối cùng của cái hộp tiền nãy dĩ đó cảm vàng. Trong đó mà còn 90 triệu thì hưởng hết 90 triệu. Trong đó mà còn 10 triệu thì sẽ lấy 10 triệu. Giống như những cái vòng trước các bạn. Đó là số tiền để thực hiện clip chứ không phải là giải thưởng cố định. Ok mọi người, hiểu không mọi người? Dạ, ok. Tức là thấy cái trong cái vali đó mà còn khoảng chừng triệu thì thôi mình đi về nha, đừng chơi nữa. What the hell? Chứ không phải không có bất kỳ một cái giải thưởng nào khác hết. Bởi vì cái kinh phí của cái clip này là 100 triệu thì xài hết 100 triệu thì thôi. 3, 2, 1. Thời gian đã chạy. Cứ khoảng nửa tiếng, một tiếng thì mình lại có những cái mini game, những cái trò chơi nhỏ để cho giúp cho game không có nhàm chán nha bạn. Ok, bây giờ mình qua mình làm phỏng vấn nhỏ đi. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ thử đặt những câu hỏi và phỏng vấn xem những người chơi ở đây là như thế nào nha bạn. Rồi, đầu tiên bạn tên gì, rồi mình đến từ đâu, và mình đã từng chiến thắng ở game gì? Ok, xin chào các bạn. Mình tên là Phú, đến từ Bình Tân. Mình tham gia chương trình game show 50 người ở phòng game và mình là người chiến thắng. Rồi chào bạn, bạn tên gì, bạn đến từ đâu? Dạ, em tên Tiến, đến từ Khánh Hòa. Em được may mắn là tham gia vào cái game 50 người của anh Lâm trên bãi biển. Và mình bây giờ mình sẽ cố gắng để tới này chiến thắng nữa. Ok, chào bạn, bạn đến từ đâu, tên gì? Xin chào các bạn nha, mình tên là Tuấn, mình đến từ Thủ Đức. Mình tham gia game thứ 3, 50 người trong phòng kho lạnh. Thì game đó nói chung là mình cũng rất là may mắn khi là mình là người chiến thắng. Thì hy vọng ngày hôm nay thì mình sẽ chơi hết mình, có giải thưởng đem về cho vợ. Nãy quên nói cho mọi người là có thể là cái vòng gala này là sẽ có rất là nhiều yếu tố từ những game trước các bạn. Như game ở phần 1 thì sẽ là sử dụng lấy tiền để dụ cho đầu hàng. Rồi vòng 2 là chịu lạnh, rồi vòng 3 là chịu nóng luôn các kiểu đó. Và cái thử gala này có thể cũng sẽ tương tự vậy nha mọi người. Chú ý chút nha, coi chừng bị dụ á. Rồi chào bạn. Chào mọi người và chào anh. Em tên Khang, em là người thắng cuộc của thử thách 50 người với hồ bơi. Với hồ bơi, giờ hiệp hồ bơi nữa là lợi thế với người ta. Chào bạn. Dạ, chào mọi người, em tên là Thế Anh. Em là người may mắn... là người cuối cùng của thử thách xé bảng tên tập 5. Mới vừa chiến thắng cái tập xé bảng tên. Tập này thì ông có bảng tên để xé rồi, mắc lợi thế. Rồi ok, để khởi động cái chương trình thì tụi mình ở đây có 5 cái bảng để dành viết chữ. Trợ lý phát mỗi người cái cho anh. Nói chung là những cái game của mình là sẽ có những yếu tố là may mắn rồi bắn bựa rồi mua chuột rồi các kiểu rất là nhiều các bạn. Và vòng này sẽ là cái vòng khởi động để cho mọi người hiểu sơ về game. Ở đây là 5 cái tấm bảng và mọi người được phép ghi một trong 3 số, đó chính là số 1, số 2 hoặc là số 3. Mọi người cố gắng làm sao mà mình ghi cái số mà nó khác với lại người ta, người khác nhất. Ví dụ như tất cả 5 người ở đây, 4 người ghi số 1, mình ghi số 2 là mình khác biệt với mọi người, là chắc chắn là mình sẽ có cái gì đó. Cố gắng mình suy nghĩ được ra được một con số khác với lại những người khác. Và chỉ được ghi 1 hoặc 2 hoặc 3 thôi. Ok, 5 giây để suy nghĩ và 5 giây để ghi. Bắt đầu. Tức là 10 giây á.
Wow, đẹp đấy. Ok nha mọi người, 3, 2, 1, giơ ra cái nào. Rồi chúng ta thấy là số 2, số 2, số 3, số 3 và chỉ có duy nhất bạn này ghi được số 1 thôi. Yeah. Có một mình bạn này là khác biệt với mọi người thôi các bạn. Và người khác biệt là sẽ bị loại trừ. Tiếc luôn, bốn bạn kia sẽ được nâng lên, một mình bạn đó không được nâng. Đây là một cái đồ nâng các bạn. Đồ nâng này thì mình chỉ việc nâng lên như vậy nè. Đó. Ở nói chung là mình vừa mới nâng cho bạn đó một nấc để cho cái gì tiết cũ nha. Ở nói chung là cứ ai mà làm sai cái gì đó hay cái kiểu gì đó thì sẽ bị nâng lên một nấc và cái ghế này nó sẽ cao lên đó các bạn. Rồi tiếp theo bạn này là cũng bị nâng luôn đúng không? Có mình bạn này là hát với mọi người thôi, ghi số 1 nên hưởng cho cái dù xài trong vòng 1 tiếng. Dạ, cảm ơn anh Long. Rồi, tình hình là đã gần 11 giờ trưa và đã hơn 1 tiếng nha bạn. Rồi, trợ lý lấy giùm mình cái dù coi. Đó, hết giờ lấy cái dù rồi. No. Hết giờ rồi bạn ơi. Tiếc nuối cũng vậy à. Và tụi mình đến với thử thách tiếp theo. Đó chính là dòng mua trợ lý với bạn, partner. Rồi, đầu tiên là những partner của mình, từng người ra coi. Biết đi ăn 10%. Mấy bạn thấy số 10% các bạn. Đó chính là cái giá phải trả nếu như hơi ăn làm trợ lý. Rồi, tiếp theo. Biết Ren vậy cũng 10% luôn. 10% luôn cái này có ngày 10% với ai thôi ta. Rồi Doctor Toan đi che mặt luôn các bạn ơi, 8%, quá bèo. Rồi Hacker Đái 9% hả. Rồi cuối cùng Tú Lực Điện 7% hả. Ủa sao nào nó cũng y như là nó dàn dựng hay sao, là thằng nào cũng 10% hết mày. Không nào. Em chủ yếu tham gia vui là chính anh ơi. 10% này là 10% của cái gì ạ? Sự trợ giúp thôi. Là em trợ giúp mọi người chỉ có 10% thôi hay là sao? Nếu tổng giải hưởng họ ăn thì em chỉ lấy 10% của giải hưởng đó thôi. Ý là nếu như mà họ thắng được 100 triệu là em được 10 triệu hả? Đúng rồi. What the hell? Vậy chắc ai hơi? Gặp anh không hơi đâu, nếu như 100 ngàn thì được. Không hơi lỡ quá nha. Ok, nói chung là vòng này là tấu hài cho vui các bạn. Và mỗi đứa đều có cái giá phải trả trên đầu nó. 5 người chơi được phép hơi. Mỗi người được hơi một partner để dành sai vặt. Ví dụ như mua cơm nè, mua nước nè, hay là mệt quá mua cho chai tăng lực đồ các kiểu được phép hết. Nói chung là được ăn uống là lo cho partner. Còn ai mà không hơi thì sẽ chơi theo kiểu cực kỳ hên xui luôn nha các bạn. Còn nếu như hơi thì chắc chắn là muốn ăn pizza là có pizza. Đó, nó dạng vậy. Và 5 bạn khách mời, 5 người chơi, có ai muốn hơi trợ lý của mình không? Có. Giơ tay trước, được phép hơi trước. Bạn hơi ai? Hơi bạn Dĩ. Hơi Dĩ. Wow. À hơi anh Điên. Có ai có phải chai nhau anh? Để coi coi. Hảo, ai giơ tay trước, được phép trước. Dĩ là ai? Ai thấy bạn này giơ tay trước. Ai nữa, ai nữa? Hello, hello. Cho qua. Mình sẽ tập gym, chọn thằng sáu muối. Okay. Sáu muối. Đó là nha em. Sao em cứ anh cứ đổ lỗi em. Ok. Dạ. Khoái hacker rồi. Yeah. Khoái hacker hả? Anh. Rồi cuối cùng mình thôi không? Thôi luôn anh. Thôi luôn hả? 8% lần á. Dạ. Nói chung là dòng này là dành để có huấn luyện viên các bạn đã dành người ta sẽ trợ hỗ trợ mình tham gia cái thử thách và đặc biệt là có cả mua cơm mua nước và muốn ăn gì cứ việc kêu trợ lý nó sẽ bỏ tiền túi ra nó mua. Nếu như mình thua thì nó không được đồng bạc nữa hết. Còn nếu như mình thắng thì nó sẽ lấy 8% của cái giải thưởng. Mấy thằng ham làm. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với thử thách ném phi tiêu các bạn. Mỗi người sẽ cầm một cái phi tiêu và phía bên kia của cái hồ sẽ có một tấm bia, cứ ném vào số nào thì sẽ tương ứng với lại cái mức nâng lên của cái ghế bạn. Phóng vào cái mức 8, tức là mức ngoài cùng luôn. Ghế sẽ được nâng lên 8 mức. Cái ghế này nó chịu được khoảng 40 mức à, 40 đến 50 mức các bạn. 8 mức là khá là nhiều luôn á. Còn ai mà quăng vào số 1 thì nâng lên 1 nức. Còn phóng vào số 0 thì sẽ không nâng lên. Đơn giản vậy thôi. Trước khi mọi người ném thì mình sẽ ném thử cái cho mọi người coi. Partner sẽ cầm cái bia bên đó và được phép đưa gần đưa xa hoặc là hứng cũng được. Ví dụ mình phóng qua muốn bên phải luôn, nó được phép chạy qua phải để nó hứng luôn các bạn. Đây như đây mình làm thử cho cái Tú đang làm partner cho mình nha. Số 1 các bạn.
Là tức là nếu như mình ngồi ghế nấu thì mình sẽ đang là một đứt. Rồi mỗi người sẽ có một lượt ném và bạn này sẽ được ném trước, và partner của bạn này là bé Tú. Coi chừng nó ngã cái ghế à. Rồi ra ngoài. Ok, nói chung là ném ra ngoài đồng nghĩa với việc là năng lên 8 nứt nha bạn. 1 2, ói lên rồi kìa. 3 4 5 6 7 8. Ok, thấy lên được cũng phải nhiêu đây rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo là bạn này, nếu ném ra ngoài thì đồng nghĩa việc lên 8 nứt. 8 nứt là lên tới nhiêu đây rồi nha. Ok, quất. Partner là gì hả? Ủa hứng nè mày. 4, số 4, 4 nứt. Rất là may mắn. 1, 2, 3, 4. Rồi, 4 nứt nha bạn. Rồi, tiếp theo là bạn Tuấn và partner của bạn Tuấn sẽ là Toàn. Toàn biết bơi không Toàn? Không anh. Vậy giống xa ra cho rớt dưới luôn em. Ném. Số 5. Hồi nãy mình ném là số 1 mà giờ ai ném cũng 4, 5, 8 được không các bạn? Quá yếu. Ok, 5. Rồi tiếp theo là bạn Khang và partner là Đại nha. Rồi chúng ta đã thấy được số 6 cho bạn. 6 mức nha bạn. 6. Rồi cuối cùng là Hới Anh và partner là... Coi ăn kìa. Đó, nó chơi khó vậy mới vui vậy bạn. Rồi ném. Dở. Số 4. Sao ai cũng số lớn thôi bạn, sao chán dữ vậy. Rồi hiện tại thì tới giờ ăn trưa rồi nha. Bây giờ mình sẽ hỏi xem coi anh muốn ăn cái gì. Anh muốn ăn gì anh? Anh muốn ăn một cái pizza. Pizza hả? Anh uống nước gì? Anh muốn uống một chai nước suối với okay. Lại một chai coca. Ok, bây giờ mình sẽ đi mua nha. Cái pizza chắc cũng mấy sợi á. Rồi tiếp theo là mình. Giờ anh muốn ăn cái gì? Mình muốn ăn thịt khủng long nha. Với lại nước suối trên núi lửa. Chết. Dâu chín nhà gà chín cửa em cũng mua được nữa. Dạ mấy món đó mình không thích, thôi cho mình hộp cơm gà đi. Ok. Với lại một chai nước suối lít rưỡi. Với lại một bì sữa không đường. Ok. Tiếp theo là tới mình. Đây bây giờ anh muốn ăn gì anh? Cho anh một hộp cơm chay đi. Với chai nước suối. Cơm chay hả anh? Ừ. Bất ngờ đấy. Không sao mình lo được. Rồi trưa nay anh muốn ăn cái gì? Cho anh một dĩa cơm gà xứ mỡ với một chai nước ngọt nào. Để em về em lấy cái bóp anh. Cái bóp đẩy quên nhà. Hay. Còn đồng đội của tôi muốn ăn cái gì nè? Một dĩa cơm sườn với một chai tăng lực. Thêm một chai nước suối lít rưỡi nữa. Mình thấy hơi ít nha. Tí nữa mình mua thêm thịt đà điểu này, cua hoàng đế ăn cho nó có sức nhiều hơn. Cũng được. Nhưng mà sợ đi vệ sinh nữa. Có tôi ở đây rồi, tôi hứng. Được không? Được, hứng hết. Tình hình là hai anh em mình không có xe đi nha bạn. Nên phải đi xe Căng Hải thôi. Từ đây đi ra chỗ đó mua đồ hay sao? Đúng rồi, mình nhảy vẫn đi vẫn về làm tiếng đồng hồ đó. Không sao. Lên xe là lên xe. Ê, trời ơi, go, go. Dậy. Đi làm cái gì em? Rồi ba người phú phèo quá bạn ơi, từ nay từ giờ sau ba người đó là kẻ thù của mình nha. Đi thôi. Cơm sườn đã có và bún bò thì dành riêng cho mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đến tiệm tạp hóa để mua lon water và nước suối cho đồng đội của mình. Rồi cái ông của mình thì ổng muốn ăn pizza nha mọi người, nên là bây giờ mình sẽ mua pizza cho ổng. Đây mình mua cho ổng nguyên bịch luôn cho ổng ăn cho ngon nha. Đây pizza ổng mua thêm coca với chai nước suối lít rưỡi mình đi mua luôn. Rồi tình hình là 12 giờ trưa, nắng quá bạn ơi, và mấy thằng partner nó chưa đem cơm về nữa, nên chắc mình sẽ vẫn như kịch bản tạo cơn mưa nhân tạo cho mọi người giải nhiệt cuộc sống nha. Trong lúc chờ cơm về tắm mưa mọi người ơi. Rồi tình hình là mình mua đồ ăn về trước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho anh Tiến ăn trước nha. Đây, rồi. Đây hộp cơm anh đây.
Em đã dậy nước mắm sẵn cho anh luôn, giờ anh cần múc về ăn thôi. Rồi, quá ngon luôn. Cảm ơn vậy rất nhiều. Rồi đút nước cho uống luôn nè. Hút miếng sữa nè anh. Lấy thêm năng lượng. Rồi. Ngon ngon lắm các bạn. Nói vậy nó mua rồi xong nó bỏ thêm tình cảm vô đó, ngon lắm. Hello. Hello anh. Hello, hey anh. Trời ơi, ai làm đồng đội của tôi ướt vậy? Ôi, cái bàn tổ chức này sơ hở partner đi cái là làm đồng đội tôi ướt rồi. Không là anh đã dùng cái tấm khăn gầy này che cho thấy anh rồi. Do đi mua muộn rồi vậy á. Lỗi anh, tất cả đều là lỗi anh hết. Cơm sườn. Ở đây thì mình có mua một chai Revive, một lon Monster, cuối cùng là một chai nước suối 1 lít rưỡi. Mình cứ để bên đây, chừng nào mà mình cảm thấy mình khát nước cứ kêu. Kêu ăn sẽ chạy ăn lấy. Okay, đừng có okay. Đừng có nhóm tay hay gì kẻo té hô uổng. Ok, cảm ơn anh nha. Rồi, cố gắng giành chiến thắng nha. Nhất định rồi. Yeah. Nãy giờ để em, anh có đói chưa anh? Thôi anh chịu tới chiều cũng được mà. Trời. Dạ, em có mua pizza cho anh nè. Để em xíu nha. Mình ảnh kêu mua có một cái à, mình mua nguyên bịch cho ảnh luôn nha. Nè anh. Giữ vậy, em chăm sóc cho anh đặc biệt với vậy. Anh sẽ không phụ lòng em đâu. Ăn thử anh coi ngon không. Ok anh. Em. Oh. Wow, một miếng mình ăn một cái luôn nha các bạn. Nó dai quá. Nó giỡn thôi chứ mình đã mua cơm cho ảnh sẵn rồi nha. Wow, con đù gà. Coca của anh đây. Nước suối, nước tăng lực. Em cho anh ăn chưa? Ăn đi anh. Đâu có muộn. Mình quên. Chết rồi, bán cơm gà không cho muộn mọi người. Anh đợi em xíu nha. Ok em, nhanh đi em ơi. Đi bộ hơi lâu nha mấy bạn. Từ làm anh chờ lâu quá anh khen rồi. Đây, một hộp cơm gà của anh. Rồi, cảm ơn em. Và đây là hai phần nước, một tăng lực và một nước suối. Rồi ok luôn, để nước dưới mình nha. Cố gắng nha anh. Em tin tưởng anh lắm á, em đi mệt hai cái chân luôn á. Nguyên chứ. Hết cơm chai rồi nên mình đã hỏi ảnh nên mình đã mua cơm sườn cho ảnh. Được không anh? Được được, anh dở ăn mà. Phần này cũng được. Ngon rồi. Mình trúng người khá dễ chịu nên cũng ok. Nước mắm trong bịch nha anh. Rồi anh biết. Nước để đây nha anh. Rồi cảm ơn Toàn này. Rồi. Hết nước cứ kêu em sẽ tiếp sức cho anh. Ok, sau khi ăn cơm xong thì chúng ta lại đến với thử thách tiếp theo. Như bạn nhìn thấy cái logo ở đây, đó chính là thử thách đơn sức nha bạn. Nháy nháy của bọn chương trình rất là có sức luôn. Và mọi người đều có những cái nút bấm ở đây. Và mình sẽ là người dẫn chương trình. Và cái thử thách lần này rất là dễ. Ở đây là mình sẽ đọc một câu hỏi. Những câu hỏi này là được khảo sát bởi team Lâm Vlog nha bạn. Nguyên một cái ekip luôn. Và sẽ có 4 cái đáp án, mỗi câu hỏi là có 4 đáp án. Mình đọc câu hỏi và 5 người chơi sẽ nhấn chuông để giành quyền trả lời. Nếu như ai trả lời đúng, 4 người còn lại sẽ nâng mỗi người lên một nấc. Còn người trả lời đúng thì không có nâng. Còn nếu như mà nhấn chuông mà trả lời sai thì sẽ bị nâng lên 2 nấc. Và mỗi câu hỏi chúng ta chỉ trả lời một lần thôi. Dù có một câu hỏi có 4 đáp án nhưng mà chỉ cần trả lời đúng một cái thôi. Rồi câu hỏi đầu tiên, khi mình đọc xong câu hỏi mình la hết mới được nhấn chuông nha. Câu 1, hãy kể tên một loại đồ chơi tờ o y dài tôi á mà con gái muốn sở hữu hết. Trả lời búp bê anh. Búp bê. 30 điểm cho cái đáp án này. Team mình là tài lặn trai không à, nhưng mà vẫn có đứa thích chơi búp bê. Ủa mà hỏi con gái mà nó trả lời được hay dữ ta. Nhưng mà rất tiếc là bạn trả lời rất là đúng luôn rồi. Rồi những người còn lại mỗi người nâng lên một nấc lên. Chỉ các bạn Tiến là không nâng thôi. Nói chung là bạn Tiến đã trả lời đúng câu 1. Và chúng ta vẫn còn, mọi người chắc vẫn thắc mắc với 4 đáp án kia nên chúng ta mở luôn, mở chơi cho vui nha. Đó chính là đáp án số 1, mở. Roi mây. Tại sao phụ nữ lại hết sử dụng roi mây ta? Để quýnh phụ đàn ông hả? Rồi tiếp theo là câu số 3. Đáp án số 3 là dụng cụ nấu ăn. Mình là gái mình không thích sở hữu dụng cụ nấu ăn đâu bạn. Tiếp theo là câu cuối số 4. Cà vạt. Sao lại thích cà vạt? Hiểu cách chơi cho mọi người. Chúng ta đến với câu thứ 2. Có tất cả là 7 câu. Nếu như mình mà một mình trả lời hết là mỗi người nâng lên tới 7 nước luôn á. Cố gắng trả lời một mình trả lời, dành tài quyền trả lời hết nha. Nếu trả lời sai chỉ bị nâng có 2 nước thôi. Ok, câu số 2 bắt đầu. Chỉ là có chữ hết mới được nhắn nha. Theo bạn, team Lâm Vlog nghĩ ai là người giả gái đẹp nhất hết? Giả gái đẹp nhất hết. Bạn đó
bị phạt nâng lên một lần, chưa có chữ hết nhưng mà nhắn. Rồi, vậy là bạn này không được phép bấm chuông nữa. Chúng ta đọc lại câu hỏi, có chữ hết mới được nhắn. Theo bạn Team Love Vlog nghĩ ai là người giả gái đẹp nhất hết? Rồi. Dạ, là Tú ạ. Tú. Mở đáp án số 1. Đúng, đó là đáp án nhiều người trả lời nhất. Tuyệt vời, bốn bạn kia mỗi bạn nâng lên một nấc. Rồi editor mở câu 2 3 4 ra luôn, đáp án 2 3 4 ra luôn cho mọi người cùng xem. Lâm Bảo, what the hell đại. Ok, chúng ta đến với câu thứ 3. Nếu Vĩ trúng số độc đắc, bạn sẽ khuyên Vĩ làm điều gì hết? Rồi, là vậy lại là bạn số 2. Là đi trồng răng hả? What the hell? Mở đáp án số 1 ra, đáp án nhiều câu trả lời đúng nhất. 60 điểm cho cái đề đáp án trồng răng. Vĩ mà trúng số là chắc chắn là trồng răng rồi các bạn. Bốn bạn kia mỗi bạn tăng lên một nấc. Rồi editor hiện lên ba cái kia luôn cho mọi người xem cho biết coi. What the hell chi cho anh em? Dành tiền lấy vợ, hơi anh Lâm làm đợi. Này được vậy, được, được, được. Ok, chúng ta đến với câu thứ tư. Câu nói quen thuộc của những game hủ trẻ trâu là gì hết? Câu nói quen thuộc của những trẻ trâu, những game hủ trẻ trâu là gì? Ông này ông bấm liên tục luôn ta. Dạ là vải. À vải hả? Dạ. Trẻ trâu mà chơi game là hay vải. À với cái lỡ hả? Dạ đúng rồi. Rồi nâng cho ảnh lên hai nước mọi người. Đó là một đáp án sai. Rồi ba người còn lại ai muốn trả lời? Rồi bạn số 3. Em quanh kia đăng lên thêm hai nước cái luôn và hai ba người còn lại ai muốn trả lời không? Đọc lỡ nè. Câu nói quen thuộc của những game hủ trẻ trâu, tức là những đứa trẻ trâu mà chơi game, thường nói là gì á? Solo không. Solo không hả? Nghĩa là đủ solo. Lại nâng lên hai nước rồi. Cái đó có thể là đúng với lại những game hủ trẻ trâu bình thường, còn game hủ trẻ trâu này là của Team Lâm Vlog. Vậy là chúng ta chỉ còn hai người hả? Rồi ok, bạn số 1 với bạn số 4 có muốn trả lời không? Không ai muốn trả lời hết. Nói chung là hai bạn này quyết định bỏ luôn. Vậy là câu hỏi này chúng ta bỏ. Và bạn số 1 với lại bạn số 4 mỗi người nâng lên một nước. Bỏ câu hỏi đồng nghĩa với việc là nâng lên một nước nha các bạn. Những bạn kia đã bị trả lời sai rồi nên không bị nâng lên nước nào hết. Tại vì nâng 2 rồi. Rồi editor hiện 4 câu, 3 câu nha. Câu này chỉ có 3 câu thôi. Đó chính là đòi solo Yasuo. Rồi hỏi bố nhau. Với lại bạn tuổi gì hả? Tự nhiên hỏi tuổi nhau làm gì trời. Lúc mấy trẻ trâu. Ok, chúng ta đến với câu thứ 5. Những câu nói quen thuộc của anh Lâm là gì hết? Rồi, bạn số 1 trả lời. Game là dễ. Game là dễ, ok, tuyệt vời. Bạn được nâng lên 2 nước. Được, được, được bấm chuông. Rồi, bạn số 3, 3, 4, số 4. Rồi, đợi sáng rồi các bạn ơi. Ok, tuyệt vời. Ba bạn kia, mỗi bạn nâng lên một nước. Bạn số 1 hỏi nâng, tại bạn nó bị nâng 2 nước rồi. Đáp án thứ nhất. Rồi, trời sáng rồi các bạn ơi. Câu số 2. Chào các bạn á. Chào các bạn. Ủa, chào các bạn là sao ta? Chào chào các bạn mà. Rồi, 300k like. À, chấm hỏi, câu cuối cùng là chấm hỏi. À, mình hay nói chấm hỏi, quên, quên. Ok, chúng ta đến với câu thứ 6. Câu này chỉ có một đáp án duy nhất thôi. Tên thật đầy đủ của Lâm Vlog là gì hết? Mời bạn số 2. Lê Hoàng Vũ Huy. Đúng rồi, đúng rồi. Ông tay ông người ngoài đó là Hoàng nha các bạn. Nhưng mà đúng rồi, đúng rồi. Ok. Bốn bạn kia mỗi bạn lên một nấc. Câu này là câu thứ 7 và là câu cuối rồi nha. Có chữ hết mới được bấm nha. Theo bạn Team Long Vlog ai là người lười nhất? Chưa có chữ hết, bạn này bị nâng lên một nấc. Những bạn kia chừng nào có chữ hết mới được bấm nha. Theo bạn Team Long Vlog ai là người lười nhất? Chưa có chữ hết mà. Lại nâng lên một nấc, đừng bắt việc trả lời luôn rồi. Ông biết đáp án mà ông chưa nghe chữ hết mà ông lo ông chơi bạn lên lực chơi từ đầu gọi là phải có chữ hết. Theo bạn Team Love Vlog ai là người lùi nhất hết? Rồi bạn số 3. Tom. Tuyệt vời, nâng giọng lên hai nấc. Hai chữ còn lại được phép bấm ha. Trả lời là Tú. Chính xác, bạn còn lại nâng lên một nấc. Rồi sau cái vòng này mình thấy là mọi người đã được nâng lên khá khá rồi các bạn ơi. Quá tờ những người nâng rất là nhiều luôn. Riêng bạn số 2 đang nâng khá là ít. Ok, chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng nửa tiếng, một tiếng gì nữa. Và chúng ta sẽ có game show tiếp theo.
để xem ai sẽ là người đầu tiên bị lọt xuống dưới cái ao này nha. Rồi sau cái game show đơn sức thì mình thấy là có những bạn khá là cao, như bạn Thế Anh nè, nghiêng quá trời nghiêng luôn rồi, tỷ lệ tập bây giờ khá là cao. Lại đây trợ lý khui hàng, và mình đến với lại cái dòng gọi là mua chuột của thử thách trên bãi biển nha bạn. Ở đây là 10 triệu thả vào trong cái phao đây để ra ngoài hồ, nếu như ai mà nhảy xuống hồ bơi có ngay 10 củ. Ai mà cảm thấy bây giờ mình mệt mỏi quá, đuối sức quá thì cứ việc nhảy xuống nước có ngay 10 củ, và cái này luôn nằm ở dưới đây, cứ nhảy xuống là có. Nó không có di chuyển đâu hết, nó cứ nằm ở dưới nước thôi, cứ xuống nước là có. Mọi người có ai lấy không mọi người? Không. Sao kỳ á. Nói chung là cái 10 triệu này không ai lấy hết, nên nó sẽ nằm dưới nước này, ai có lỡ té xuống thì thuộc về người đó nha các bạn. Rồi ok, tụi mình đến với thử thách tiếp theo các bạn, đó chính là ném bóng rổ. Mỗi người sẽ được ném một lần. Ví dụ như bạn ở thử thách tập gym này ném trước, nếu như bạn ném vào cái rổ, bốn người kia mỗi người sẽ nâng lên một nấc. Còn nếu như bạn ném ra ngoài thì một mình bạn nâng lên một nấc thôi, bốn người kia không sao hết. Sau đó tiếp theo tới người thứ hai ném, mỗi người ném một cái. Chỉ đơn giản là mình cố gắng cho người ta cao hơn mình thôi. Như giờ mình, thí dụ như mình ngồi ở đây, mình sẽ ném thử một cái như vậy. Rồi bốn người kia mỗi người lên một nấc, game dễ phải. Rồi chào anh nè, bạn tập gym. Một tay luôn. Một tay luôn. Đúng rồi, được phép chờ chậm chân té cái là 10 triệu á. Té luôn. Rồi, nâng cho bạn một đứt này. Ok, chúng ta đến với bạn thứ hai, bạn ở thử thách bãi biển. Gắt té, bạn lại nâng lên một đứt rồi. Rồi ok, bạn này ở thử thách nhà băng. Rồi, sao ai có một đứt hết người ta? Lên một đứt luôn đại. Rồi ok, bạn thứ tư ở thử thách hồ bơi. Chơi. Gặt tí sao ai cũng đang lên một đứt hết ta. Bạn này ở xếp bàn tên. Ủa giống như game này làm ra để nâng mỗi người lên một đứt quá, sao mình ném cái vô đưa ăn ném thử ra ăn. Thôi được rồi. Ok, tiếp theo tụi mình sẽ đến với cái thử thách ai là người bị nâng nha bạn. Nhạc đền lên. Đó, rồi nhạc hoành tráng nha bạn. Và mỗi người chơi sẽ có 15 câu hỏi. Nếu như một người chơi mà trả lời hết 15 câu sẽ không bị nâng cái nào hết. Còn nếu như 15 câu hỏi nhưng mà lại trả lời được có 10 câu, tức là sai 5 câu, thì sẽ bị nâng lên 5 nấc. Game đơn giản vậy thôi, mỗi người, người nào cũng có 15 câu. Và mình sẽ đi chơi từng người từng người. Rồi đầu tiên thì mình chơi với lại bạn chiến thắng ở cái vòng người cuối cùng tập game. Chào các bạn, mình tên là Phú. Mình là người chiến thắng ở phòng tập game 50 người. Bạn có 3 quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp thứ nhất chính là 50-50. Quyền trợ giúp thứ hai là gọi điện thoại cho người thân. Và quyền trợ giúp thứ ba là hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Khán giả đây là toàn bộ mấy thằng nhóc nhóc, mấy thằng ekip của mình nha các bạn. Câu hỏi đầu tiên: từ nào sau đây chỉ tên một bộ phận của khung dệt kiểu truyền thống? A. Con dệt. B. Con chỉ. C. Con tầm. Và D. Con khôi. Con dệt. Bạn chọn đáp án A, con dệt. Tuyệt vời, bạn đã trả lời sai. Đó là con khôi. Rồi sai một câu. Tiếp theo: cá chép còn có tên gọi khác là gì? Cá giết. Tuyệt vời, bạn đã trả lời sai. Cá gái. Cá chép còn có tên khác là cá gái. Mới biết luôn các bạn. Và tất cả những câu hỏi này được mình lấy từ chương trình là chương trình thiệt luôn nha các bạn, chứ không phải là pha ke đâu, chương trình thiệt luôn á. Rồi câu thứ ba: heo truyền thống đâu không phải là món ăn đặc trưng của người Hà Nội trong ngày Tết cổ truyền? D. D. Canh cá kèo. Đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Rồi tiếp theo là câu thứ tư: theo truyền thuyết, tên của thành phố Rome, thủ đô nước Ý, được bắt nguồn từ đâu? Em dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả. Rồi sau khi hỏi ý kiến của trường quay thì 0% chọn dòng sông, 0% chọn vị vua, 50% chọn đáp án C,
theo tên một vị hàng và 50% chọn theo tên một ngọn núi. À, mình chọn núi. Sai bét. Đó là đáp án C, tên của một vị hàng. Câu số 5, trang mạng nào sau đây được thành lập sớm hơn cả? MySpace. Đó là một đáp án giúp bạn nâng lên một nấc. Yahoo. Ok, chúng ta đến với câu thứ 6. Usain Bolt, vận động viên điền kinh chạy nhanh nhất hành tinh hiện nay, mang quốc tịch nước nào? Chọn đáp án hên xui là C. Đó là một đáp án hoàn toàn chính xác đó bạn. Ok, câu thứ 7. Kiến có mấy chân? 6 chân. 6 chân là một đáp án hoàn toàn chính xác. Câu thứ 8. Khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar được gọi là gì? Tam giác vàng. Đó là câu chính xác. Rồi, câu thứ 9. Quốc hoa của Ấn Độ là hoa nào? Sẽ trợ giúp 50-50. Trợ giúp 50-50 hả? Vậy là chúng ta còn có hoa mai và hoa sen. Sen. Ok. Hoa sen. Đúng rồi. Chính xác. Rồi, câu thứ 10. Đâu là ngày diễn ra sự kiện khủng bố kinh hoàng nhắm vào nước Mỹ năm 2001? Ngày 1 tháng 1. Ngày 1 tháng 1. Đây là câu trả lời giúp bạn nâng lên thêm một nấc. Câu C, ngày 11 tháng 9. Ok, chúng ta đến với câu hỏi thứ 11. Ngà của voi là do loại răng nào biến thành? Răng sữa. Đó là một đáp án giúp bạn nâng lên thêm một nấc. Câu A là câu chính xác, răng cửa. Ok, câu thứ 12. Loài nào sau đây không đẻ trứng? Cá heo. Chính xác, cá heo đẻ con. Ok, chúng ta đến với câu thứ 13. Đâu là tên một loại rau? Rau sắn. Rau sắn, chính xác. Câu thứ 14. Đường phân chia lãnh thổ hoặc lãnh hải giữa hai quốc gia gọi là gì? Biên giới. Chính xác. Hang Sơn Đồng nằm ở đâu? Phong Nha Kẻ Bàng. Chính xác. Rồi, sau 15 câu hỏi thì bạn sẽ đúng được 9 câu luôn, sai 6 câu. Vậy là bị nâng lên 6 nấc rồi. Nhưng mà để chút nữa nâng. Ok, chúng ta đến với người thử thách thứ hai, đó chính là bạn Tiến. Và 15 câu hỏi của bạn sẽ bắt đầu. Đâu là tên một truyện cổ tích thế giới nha, không phải cổ tích Việt Nam? Cô bé Hoàng Khăn Đỏ, câu D. Chính xác. Câu số 2. Nhân vật nào sau đây là một vị hoàng tử? Lan Liêu. Chính xác. Câu thứ 3. Ở Ấn Độ ngôn ngữ nào được sử dụng thông dụng chỉ sau tiếng Án? Khmer đi anh. C. Đó là đáp án giúp bạn bị được nâng lên một nấc. Câu thứ 4. Đâu là một trạng từ? Dạ là D. D, tương tư. Đó là một đáp án giúp bạn nâng lên thêm một nấc. C. Hương mới là tên trạng từ. Nước nào không nằm ở châu Âu? Dạ, đáp án A. Phần Lan. Đúng rồi. Là đáp án giúp bạn nâng lên thêm một nấc. C mới đúng. Uruguay. Nón White House còn có tên gọi khác là gì? Dạ câu D. Câu C mới đúng. Nón ba tầm thôi. Câu thứ 7. Oscar là giải thưởng thuộc lĩnh vực gì? Dạ lĩnh vực B. Điện ảnh. Điện ảnh. Chính xác. Câu thứ 8. Những cây ăn quả lâu năm như nhãn, vải, mít ra quả lần đầu được gọi là gì? Vậy là câu D. Vải thật. Chính xác luôn. Câu thứ 9. Loài chim nào sau đây sống chủ yếu ở New Zealand? New Zealand là chim kiwi anh. Chim kiwi. Chính xác luôn, hay ta, sao kìa, sao biết hay hả? Ok, chúng ta đến với câu thứ 10. Tổng ba góc của một tam giác bằng bao nhiêu độ? 180 độ. Hay dữ tao, chính xác. Tông trị cổ tích Thạch Sanh phải công chúa Huỳnh Nga bị con gì bắt đi? Dạ, con thuần luôn anh. Đại bàng gấp đi bạn ơi. Câu trả lời giúp bạn đang lên một nấc. Câu thứ 12. Trong truyện Hằng Bòm có cái quạt bò, Phú Ông xin đổi thứ gì đầu tiên? Dạ, đáp án B anh. Ba bò chính đâu? Đúng rồi. Chính xác. Câu thứ 13. Loài cá nào sau đây có thể bay cao khỏi mặt nước? Dạ, cá chép. Câu B mới đúng, cá trùn. Rồi, câu thứ 14 này là ở lĩnh vực thể thao vua một bóng đá. Đội bóng nào của giải ngoại hạng Anh có biệt danh là mèo đen? Dạ, em dùng quyền trợ giúp 50-50. 50-50, chúng ta sẽ còn đáp án A Liverpool và B là Sunderland. Dạ, em chọn B. Chính xác.
Ok, câu thứ 15. Đội bóng đen mạch có biệt danh là gì? Dạ, em chọn quyền trợ giúp, gọi khán giả. Sau khi nhận ý kiến tham khảo từ khán giả thì chúng ta có đáp án như sau. A. Những chú sư tử bắt khuất được 0%. B. Những chú lính chì 75%. C. Brazil của châu Âu 0%. Và D. Những tên cấp biển 25%. Tức là B 75% và D là 25%. Em chọn đáp án A. Những chú sư tử. Từ từ, A là 0% đó nha. Dạ. Vẫn chọn đúng không? Dạ đúng rồi. Và đó là một đáp án giúp bạn nâng lên thêm một nấc, bởi vì đáp án 75%, những chú lính chì mới là đáp án chính xác. Nói chung là bạn đã trả lời được 8 câu đúng. Ok, chúng ta đến với người chơi thứ 3 và mình sẽ cố gắng cho nhanh nhất có thể nha bạn. Rồi, câu thứ nhất. Địa danh nào sau đây ở miền Trung nước ta? A. Quảng Ngãi. A. Quảng Ngãi, chính xác. Câu thứ 2. Để giải cảm, người ta thường cho vào cháo loại rau nào sau đây? Cháo giải cảm người ta thường cho loại rau nào vào? Tía tô, chính xác. Câu thứ 3. Để được màu da cam, ta phải trộn hai màu nào với nhau? A. Vàng đỏ. Vàng đỏ, chính xác. Câu thứ 4. Đâu là tên tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Victor Hugo? A. Những người khốn khổ. Chính xác. Câu thứ 5. Đâu là tên một loại quả? Bồ kết. Bồ kết, chính xác. Câu thứ 6. Đâu là tên một loại gỗ quý? Bơ xưa. Xưa, gỗ xưa, chính xác. Câu thứ 7. Đâu là tên một nhà ảo thuật nổi tiếng thế giới? A. A, chính xác. Câu thứ 8. Đâu mà là một thuật ngữ của ngành công nghệ thông tin? Bơ tên miền. Bơ tên miền, chính xác. Câu thứ 9. Đâu là đơn vị đo của hiệu điện khới? 50-50. Quyền 50-50. Chúng ta có B, Jun và D là Vôm. Vôm hả? Vôm, chính xác. Câu thứ 10. Đâu không phải là tên một hạng cân trong bộ môn quyền Anh? Mình chọn A, rùi. Rồi, câu rùi đã giúp cho bạn lên một nấc rồi. Hạng tép. Câu thứ 11. Thứ nào sau đây có thể chế biến thành món ăn? Tầm. Đáp án tầm đã giúp bạn nâng thêm một nấc. Đáp án nằm mới đúng. Rồi, câu thứ 12. Võ thuật Taekwondo có nguồn gốc từ quốc gia nào? Nhật Bản. Nhật Bản, không có Taekwondo, của Hàn Quốc mới đúng bạn ơi. Hàn Quốc nha, sai. Câu thứ 13. Theo đơn vị đo lường thì một hecto vét tương ứng với bao nhiêu mét? 100 mét. 100 mét, chính xác. Câu thứ 14. Theo Đông y, khoai lang còn có tên khác là gì? Chờ, em xin dùng trợ giúp hỏi kiến khán giả. Rồi, sau khi hỏi ý kiến của khán giả từ quay thì chúng ta có đáp án như sau. A. Linh chi 0%. B. Ít mẫu 55%. C. Cam thử 45%. Và cuối cùng D. Kỷ tử 0%. Em xin chọn theo số đông, em chọn B. Chọn theo số đông là chọn B, ít mẫu. Và ít mẫu là đáp án hoàn toàn sai bác. Đáp án C mới đúng, cam thử. Câu thứ 15. Theo dân gian thì ô hước chỉ loài vật gì? Em chọn A, ngựa. Ngựa là giúp một đáp án giúp bạn tăng lên thêm một nấc, bởi vì đáp án D, chim mới chính xác. Rồi, bạn đã trả lời đúng được 10 câu trên 15. Quá tuyệt. Vậy là rất là dữ rồi đó. Vậy năng lên có 5 mức à. Ok, chúng ta đến với người chơi thứ 4. Bạn Khang nha. Và 15 câu hỏi của bạn bắt đầu. Câu thứ nhất. So với trái đất, mặt trăng lớn hơn hay nhỏ hơn? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn, chính xác. Câu thứ hai, mặt trăng xoay một vòng quanh trái đất phải mất bao lâu? 30 ngày. 30 ngày, sai bét. 29 mới đúng. Câu thứ ba, vùng đất màu mỡ có nước ngọt trong một sa mạc được gọi là gì? Ốc đảo. Chính xác. Câu thứ tư, vỏ trứng gà có chứa nhiều chất gì? Canxi. Chính xác. Câu thứ 5, vị nào sau đây không phải là một thành phần trong ngũ vị hương? Chét. Chét, chính xác. Câu thứ 6, vật nào có nguồn gốc từ sáp âm và dùng để chiếu sáng? Đuốc. Đuốc, sai. Sáp âm dùng để làm nến. Câu thứ 7, vào dịp Tết truyền thống của người miền Bắc
Hường nấu loại canh gì? 50-50 đây. 50-50. A. Cải thìa. B. Măng khô. Cải thìa. Chính xác mới lạ, câu B mới đúng. Rồi, câu thứ 8. Trong tiện cổ tích nào sau đây có bối cảnh là no end? Cô bé bán diêm. Cô bé bán diêm, chính xác. Ok, câu thứ 9. Trong hàng hội Hy Lạp, vị thần nào đã lấy ngọn lửa của thần Zeus và trao cho loài người? Đáp án B. Prometheus. Hay hả? Sao biết hay hả? Rồi, câu thứ 10. Trong bộ môn bóng rổ, cầu thủ sẽ bị hỏi phạt nếu cầm bóng chạy quá bao nhiêu bước trở lên? À, em dùng hỏi ý kiến trường quay anh ơi. Ok, sau khi hỏi ý kiến khán giả trên trường quay thì chúng ta có đáp án như sau. Đáp án A, chúng ta có 40% chọn. Đáp án B, chúng ta có 30% chọn. Đáp án C, chúng ta có 15%. Và đáp án D, chúng ta có 15%. Chọn A. Bạn theo ý kiến khán giả. A, 3 bước. Chính xác. Câu thứ 11. Trong món xôi xéo truyền thống của miền Bắc không thể thiếu thứ nào sau đây? Rừng anh. Đáp án nó sai rồi. Hành phi. Ok, câu thứ 12. Trong miền Nam, quả roi miền Bắc được gọi là giàu. Mặn hả? Chính xác. Rồi, câu thứ 13. Trong cờ vua, mỗi bên có bao nhiêu quân tốt? 8. 8, chính xác. Câu thứ 14. Trong câu ăn chưa sạch bạch, chưa xong, thì từ bạch có nghĩa là gì? Nhìn. Nhìn là một cái đáp án hoàn toàn chính xác. Mới là lạ. Phải là ăn chưa sạch, nói chưa xong các bạn, bạch nghĩa là nói. Câu thứ 15. Trong âm nhạc, nốt mi có ký hiệu là gì? Bạn nghĩ nó là hình gì? L. Sai bét rồi. A mới đúng bạn ơi. Đáp án A là E mới đúng. Nốt mi được viết là E, ký hiệu là E. Rồi, sau khi trả lời hết 15 câu thì bạn đúng được 9 câu nha. 9 câu là thua bạn nãy 1 câu. Ok, chúng ta có 15 câu cho bạn. Hới anh bắt đầu. Câu thứ nhất. Cây sáo trong dàn nhạc dân tộc thường được làm từ thứ gì á? Được làm từ gì á? Trúc. Trúc, chính xác. Câu thứ hai. Có bao nhiêu năm trong một thiên niên kỷ? 100. 100 năm thì sai rồi. 1000 năm lận. Câu thứ ba. Vỏ bánh bao truyền thống làm từ bột gì? Bột mì. Bột mì, chính xác. Lễ hội đua bò bãi núi là lễ hội đặc sắc của dân tộc nào sau đây? 50-50. 50-50. Tài, Khmer. Khmer. Chính xác. Khi người con trai có ý trồng cây gì trước cửa nhà của cô gái thì điều đó có nghĩa là gì? Tán tỉnh, chính xác. Khi làm ba tê người ta có thể cho thêm thứ nào sau đây? Khi làm ba tê người ta thường bỏ bốn cái ruột nào của bốn loại nó mới vừa đọc. Ruột bánh bao thì sai rồi, ruột bánh mì mới đúng. Ok, câu thứ 7. Kiat là đơn vị tiền tệ của quốc gia nào? A. Đáp án thứ B là Myanmar mới đúng. Câu thứ 8. Hòn đảo nào lớn nhất nước ta? Phú Quốc. Chính xác. Câu thứ 9. Hoa nào nhỏ nhất trong các loài hoa sao? Hoa ngâu. Hoa ngâu, chính xác. Câu thứ 10. Hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng đã từ hàng nghìn năm nối châu Á với châu Âu được gọi là gì? Hoàng kim. Hoàng, con đường hoàng kim. Con đường hoàng kim hoàn toàn sai à. Bạn mà chơi game gì rồi biết là con đường tơ lụa. Câu thứ 11. Edwin van der Sar là ai? Khó quá à. Thủ môn. Thủ môn, chính xác. Câu thứ 12. Đội vô địch World Cup 2022 là đội nào? Đội vô địch World Cup 2022 là Argentina. Argentina, chính xác. Câu thứ 13. Địa danh nào còn hiểu trong câu ca dao sao? Ai về chấm 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 cùng ta nhớ ngày dỗ tổ tháng 3 mùng 10. Hỏi ý kiến trường quay. Hỏi ý kiến trường quay. Sau khi hỏi ý kiến khán giả trên trường quay thì chúng ta có đáp án như sau. Quảng Trị 0%, Nam Định 0%, Thanh Hóa 30% và Phú Thọ 70%. Em chọn Phú Thọ. Phú Thọ là một đáp án hoàn toàn chính xác. Rồi, câu 14. Đâu là tên một trò chơi? Ủ tim. Ủ tim, chính xác. Rồi, câu 15. Đâu là tên một loại bánh? Bánh khúc. Chính xác. Sao hay hả? Câu này sao biết hay hả? Em ngoài Bắc mà. Ngay chốc của ổng luôn. Yes. Và cuối cùng bạn Hới Anh được 11 trên 15. Hai câu cuối là đúng hai câu miền Bắc của ổng luôn mấy bạn. Hay chứ ta. Rồi, sau khi chơi phiên bản ai là người bị năng thì kết quả là 5 bạn, bạn nào cũng bị năng hết. Chỉ là năng ít hay năng nhiều thôi.
Đầu tiên là bạn Phú sẽ được nâng lên 6 nấc, sai 6 câu. Rồi tiếp theo là bạn Tiến sẽ bị nâng lên 7 nấc. Rồi tiếp theo là bạn Tuấn sẽ nâng lên 5 nấc. Bạn Khang 6 nấc và Hới Anh 4 nấc. Ok, tình hình là 5 người vẫn còn nguyên, chưa ai té dưới hồ hả bạn. Nên là bây giờ tụi mình lại có một thử thách tiếp theo, đó chính là chơi zigzag phiên bản khổng lồ. Như cái zigzag đây bạn thấy nè, rất là bự, và phía dưới đây chúng ta có những con số 10, 1, 3, 7, thêm 2 lượt và 5. Đó, cứ cái tay banh gớt vào ô nào thì sẽ được nâng tương ứng với những con số đó. Đơn giản vậy thôi, để giúp cho có người nhanh bị lội và chúng ta mới chơi được những game khác nha các bạn. Và chơi rất là dễ, có Tú tên đó không Tú? Em này anh. Hả, thử cho anh trái coi, thử đi vô ô nào. Review cho mọi người coi. Tới ông nội ơi, thêm 2 lượt, ngoại ơi. Đó, nói chung là hãy gì chơi đó thôi các bạn. Và đầu tiên thì bạn Phú sẽ chơi tướng, nhưng mà ngồi bên đó đâu có ném được đó bạn, nên đối tác chính là Tú sẽ là người ném. Nói chung là em sẽ để tay lên đó, bạn Phú sẽ điều khiển em ném chỗ nào thôi, em chỉ là người thả thôi chứ em không có quyền chọn chỗ ném. Ok không? Trái thì phải anh. Rồi anh Phú. Quạch xíu quạch. Tới xíu nữa. Được cho anh. Rồi ok. Rồi thả. Nha. Rồi dứt. Mỗi người có một lần ném nha. Số 1. Yeah. Số 1 nha các bạn. Vãi Tú ơi. Rồi tiếp theo là đối tác của bạn Tuấn. Chỉ là vậy hả? Đúng rồi anh. Đúng rồi, đi tin tưởng cu vậy hết mình. Là vậy. Qua phải tí xíu. Tí xíu nữa. Tí xíu nữa. Rồi lắm. Rồi tới à. Ok. Oh no. Yeah. Số 10. Rồi tiếp theo là Toàn lên ném hả? Đúng rồi. Đây em. Vậy em tính đó ông nội thôi, không đua được nữa. Thất não nhau kìa. Rồi bạn đó điều khiển. Qua phải giúp em. Qua phải. Rồi ném. Tiếp vai. Thêm 2 lượt. Đừng lấy thêm 2 lượt cái nữa nha. Số 7. Qua phải, qua phải. Rồi. Đừng là 2 lượt cái nữa nha. Rồi. Chúng ta có 5, 7 cộng 5 bằng 12. Bạn đã được nâng lên 12 nấc. Rồi. Tiếp theo là bạn Khang. Và đối tác chính là Đại. Rồi bạn Khang điều khiển. Qua phải, qua phải. Qua phải. Xíu nữa, xíu nữa. Rồi thả. Ô, mém chú là vô 1 rồi. Nhưng mà gắt tiếc, 1 này là thêm số 0 nữa. 10. Ok, cuối cùng là Hới Anh. Và partner là An. Rồi. Lên đài. Xét bên phải luôn. Rồi, đồng nghiệp của em Hới Anh nói xét bên phải. Đây hả? À. Rồi. Phải luôn. Chơi. Yes. 10 nha các bạn. Rồi ok, sau thì chúng ta chơi cái môn zigzag này, nhân phẩm này, thì bạn Phú được nâng lên 1 nấc. Tú, nâng lên 1 cái em. Đó. Rồi, tiếp theo là bạn Tiến, 10 cái. Vậy, 10 cái vậy. Vậy đau lòng. Vậy đau lòng luôn rồi, nó điếm rồi chứ đơn giản nha. Rồi bạn Tuấn 12. Lên 12 cái toàn. Đại lên 10. Và An lên 10. Đây mà mọi người thấy là bây giờ là những người chơi đã khá là nghi rồi nha bạn, rất là nghi luôn. What the hell. Cái năng bây giờ năng là rất là nhiều, năng được khoảng nhiêu đây rồi nha, gần 1 gang tay rồi. Chắc là chừng 1-2 game đó sẽ có người tập các bạn. Hello các bạn. Mình hồi chơi sáng giờ chắc mình năng bị năng chắc 7-7-4-9 lần rồi. Cái đầu muốn cắm xuống dưới luôn rồi, nhưng mà không sao. Mình sẽ cố gắng hết mình để cho game được trọn vẹn nhất. Bây giờ hiện tại thì mình mới hơi nghiêng nghiêng thôi, mà mới lúc đầu thì cũng chưa có cảm giác gì. Đợi khoảng tầm 2 tiếng sau thử nó xem sao. Mình sẽ chơi cố gắng hết mình, chiến hết mình. Tới thời điểm hiện nay thì có vẻ như mình là người nâng cao nhất, nhưng mà mình sẽ chơi tới cùng. Giờ thì lưng với chân mình mỏi lắm rồi, nghiêng thì cũng quá nghiêng rồi. Giờ chỉ cố gắng chơi tới hết sức có thể thôi, mà chắc sắp chặt được đó mọi người ơi. Ok anh em, sáng đến giờ mình chơi từ sáng đến giờ rồi, cũng phải tầm vài tiếng rồi, 5-6 tiếng rồi. Người rất là mỏi rồi, nhưng mà anh em biết mình đấy, không bao giờ bỏ cuộc được.
dù bây giờ mình thấy trái đất nó hơi bị nghiêng rồi đấy, nên là nhưng mà vẫn phải cố chiến đấu đến tận cùng anh em nhá. Tình hình là trời bắt đầu sắp tối các bạn, nhưng mà vẫn chưa có ai chịu nhảy xuống dưới cái hồ bơi để lụm 10 triệu hết, nên mình sẽ tạo động lực giúp cho mọi người xuống dưới đó lấy nha các bạn. Đó chính là tạo ra một cái trò chơi ném phi tiêu. Phía bên kia có 21 quả bong bóng được bơm lên và bỏ một cái lá hâm trong đó. Mỗi người sẽ được ném một lần, cứ như làm cho nó bể, sau đó xem bên trong ghi gì. Nếu như có ghi số thì được nâng lên theo cái số, còn được ghi chữ thì cứ đọc chữ và làm theo thôi. Nếu như ném hụt thì sẽ bị phạt là nâng lên một cái, sau đó ném lại thôi, đơn giản. Và ném là ném từng người, nhưng mà lúc phạt thì phạt cùng lúc. Ok, dứt. Đó, tu, lụm con. Dở ra cho cameraman coi có gì trong đó. Wow, chỉ định một người nâng lên một nước. Rồi, bạn muốn ai nâng lên một nước? Ai cũng được con nước, bạn đẹp ở đây hả? Đây đi. Bạn này. Rồi, một nước. Tuyệt vời, hết lượt. Rồi, tiếp theo là bạn thứ hai. Chúng ta có một cái phi tiêu. Hai cái luôn, what the hell? Chỉ định một người nâng lên hai nấc. Rồi, lá thứ hai là gì? May mắn như bạn. Qua lượt nha. Wow, em nhường lại bạn này chứ anh. Nâng bạn này lên hai nấc. Quá dữ luôn, ném một lần được hai trái và hai trái may mắn luôn bạn. Rồi, tiếp theo bạn này. Rồi, chúng ta lấy kinh nghiệm từ bạn bên đây, ném mấy tay hấp hấp, ném tay cao, nó tuột xuống dưới. Dạ. Đó, đúng rồi, mình chơi sao mình lợi hới. Trời ơi, số 13. Số 13, cái số phạt đó chút mấy năng. Ok, tiếp theo đến bạn này. Bắt nơ chuẩn bị lụm nè. Lụm. Oh my god, 1 cộng 4 bằng 14. Ok, bạn cuối cùng, mình có muốn dời qua miếng không? Có, sao còn. Trời ơi, em không biết mấy đó. To ơi, lụm coi có gì ăn. Rồi, thấy hai con số 1 luôn, đẹp. Số mấy em? 11. Vậy là chúng ta là kết quả 11, nâng lên 11 nước, nâng lên 14 nước, nâng lên 13 nước nha bạn. Có hai bạn bên đây đã xong rồi. Vô em đâu hẹ lên. Lên ơi. Sao? Nghiêng quá rồi anh ơi. Bạn muốn bơi xuống dưới lấy 10 triệu hả? Chắc vậy. Rồi đứa nào mình dứt cái phao gần phía đằng trước cho bạn nó bơi qua coi mọi người. Tại vì mặc định của game này mình phải nhảy xuống thì mình mới được. Rồi ok, mình xuống. Để mà tạo động lực cho mấy bạn kia, bên kia té luôn. Xuống bạn. Rồi, lụm cái phao luôn. Đẩy vô bờ luôn. Yep. Ok, dù anh đã hô cô rồi nhưng đối với em, anh vẫn rất là tuyệt. Dù em là một huấn luyện viên tàu nhưng em vẫn có một món quà để chi ăn anh. Rồi, cảm ơn em. Đúng rồi anh. Rất tiếc là anh không lấy mang về 100 triệu cho em được. Không sao anh, đem đẩy em. Ok. Ok. Ok, chúng ta chuẩn bị đến cái thử thách tiếp theo để tiếp thêm động lực cho mấy bạn xuống dưới ao tắm nha các bạn. Các bạn vừa thấy đây là có những cái xô và những cái gào bút nước phiên bản siêu dài, siêu tường này luôn. Và mấy bạn biết sắp làm gì đó, bút nước, bút dưới hồ. Và trước khi bút nước thì... Đấy, ở đây đấy. Thủ quỷ mới. Chúng ta lại tiếp tục phải cấp thêm động lực để cho mọi người xuống nước các bạn. Cọc này là 100 triệu nhưng mà chỉ đâu hay là... 5 và 10 là 15 triệu. Rồi xuống dưới nước để lấy cái hộp này tiếp theo sẽ là 15 triệu nha bạn. Ai cũng có quà. Ai mà lỡ bị té thì cứ ôm cái hộp này vô bờ nha. Ôm hộp này thôi nha. Đó. Phao cứu sinh 15 triệu. Và thử thách lần này rất là đơn giản, mỗi người sẽ có một cái gào bút nước rất là dài luôn. Nhiệm vụ của mỗi người sẽ là bút nước ở dưới hồ và đổ vô trong cái xô. Ai hoàn thành đầu tiên với điều kiện là băng luôn hoặc là tràn. Ai hoàn thành thứ nhất là sẽ được nâng lên 1 nước. Ai hoàn thành thứ hai là nâng lên 3 nước. Ai hoàn thành thứ ba sẽ nâng lên 5 nước. Và ai hoàn thành cuối cùng sẽ được nâng lên 7 nước. Đó, cứ 1, 3, 5, 7. Cố gắng hoàn thành nhanh nhất để được nâng lên 1 nước. Hoàn thành chậm nhất thì nâng lên 7 nước. Đơn giản vậy thôi nha bạn. Ok chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Đừng có bạch quá, bạch bạo quá nha mọi người. Đó, không ngã nữa.
Đây phải nói là một cái thử thách rất là khó để giúp cho mọi người có thêm động lực mà rớt xuống dưới nước các bạn. Sao ông muốn hay với ta? Hay ghê luôn nè, ông số 3 nó cực hay luôn các bạn. Coi kìa, sắp đầy luôn kìa. What the hell? Hay quá anh ơi. Mỗi tay, mỗi tay rồi. Sắp đầy rồi, chừng 2 gáo nữa đầy rồi. Một gáo nữa. Rồi, Hoàng Hành. Hoàng Hành, thả cây xuống luôn, thả cây xuống luôn. Ok. Hoàng Hành đầu tiên. Rồi, 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 bên đây đầy rồi, bên đây đầy, bên đây đầy rồi. Thấy anh đầy rồi. Rồi, ok. Công tập kiếm Hoàng Hành. Và bạn này còn rất là nhiều luôn. Còn khoảng nhiêu đây nước nó mới đầy nữa bạn ơi. Ok, chúng ta đã có kết quả. Bạn này đang lên một cái vô Hoàng Hành đầu tiên. Tiếp theo là bên này. Hoàng Hành thứ hai đang lên 3 cái. Bạn phía muốt bên kia Hoàng Hành thứ ba đang lên 5 cái. Và bạn này Hoàng Hành cuối cùng đang lên 7 cái. Ok, chúng ta thử tua 2 phút xem có ai nhảy xuống lục phao cứu sinh không nha bạn. Rồi, tình hình là sắp 6 giờ tối, sắp đến vòng ăn tối các bạn. Mà trước khi ăn tối thì mình muốn khởi động cái cho mọi người ăn ngon hơn. Đó như là một cái trò chơi nhanh như sấm sét The Last bạn. Một cái game nói chung là vẫn là ngồi trên ghế. Và mỗi người sẽ có 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi thì chỉ có một đáp án duy nhất thôi. Và đa số là những câu mẹo rồi các kiểu các bạn, của chương trình nhanh như sấm sét mà. Và có tất cả là 4 bộ đời được mình quay random. Ai vô bộ nào chơi bộ đó hên xui. Và có 2 phút để trả lời 10 cái câu này. Tránh mấy bạn thức nó nhanh luôn. Ai là người được năng thì phải chậm, còn này là phải nhanh nha. Và đầu tiên là Phú sẽ chơi trước. Và mình đọc một cái là bắt đầu là trả lời càng nhanh càng tốt nha. Ok. Rồi, nếu câu nào mà đó không được mình phải bỏ qua, chúng mình quay lại vẫn được. Thì mình chơi khác chút nha. Cái gì càng cắt lại càng thấy? Cắt tóc. Sai. Câu thứ hai, cái gì càng thiêu lại càng ngon? Cái gì thánh càng... Đổ. Sai luôn. Con gì dài và cứng nhất? Con đường. Chính xác. Con gì sinh ra đạo đức đã không tốt? Con gì sinh ra đạo đức? Chính xác. Bánh gì ăn ít mà nhiều? Bánh ít. Tài. Con gì có cánh mà không có lông? Có cánh bay được luôn nhưng mà lại không con có cọng lông. Sai. Con chuột có lông á. Cái gì tay phải cầm được mà tay trái cầm không được? Bỏ qua. Kim gì nhiều người thích nhất? Kim cương. Chính xác. Kim gì trẻ em thường sợ nhất? Kim tin. Chính xác. Con người có thể nhìn thấy được biển nhiều nhất ở đâu? Biển báo. Trên đường. Sai rồi. Được phép trả lại. Mười câu này mình quan trọng là mình trả lời được bao nhiêu trong 2 phút. Con người có thể nhìn thấy được biển nhiều nhất ở đâu? Hết giờ. Đó chính là tên tấm bản đồ hoặc là quả địa cầu. Nó có rất là nhiều biển. Nó xanh lè luôn. Rồi kết quả là bạn Phú đúng được 4 trên 10. Và theo luật chơi có 10 câu hỏi, nếu như trả lời trong vòng 2 phút, trả lời hết được 10 câu thì sẽ không nâng lên mức nào hết. Còn nếu như trả lời được 4 câu, sai 6 câu là nâng lên 6 nức. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy là bạn Phú đúng được 4 câu và sai 6 câu thì sẽ nâng lên 6 nức. Ok, chúng ta đến với bạn Tiến với 10 câu hỏi của bạn. Cô nào mà tất cả mọi người đều sợ, không chỉ học sinh? Sai. Con gì có mũi mà không có mắt, có lưỡi mà không có miệng? Dao. Chính xác. Kết thúc câu chuyện cây tre tâm đốt, anh khoai bay lên trời bằng gì? Bay lên trời bằng cây tre. Sai. Cái gì hai lỗ, có gió thì sống, không gió thì chết? Cái mũi. Chính xác. Có mũi. Câu số 5, đố mọi người chơi gì mà càng chơi càng ra nước? Cái bộ môn gì? Bỏ qua. Xe nào không bao giờ giảm đi? Xe đạp. Sai. Ba con gà có tất cả bao nhiêu cái răng? Không có cái răng nào. Chính xác. Con gì sinh ra đã được làm vua? Kinh rắc. Chính xác. Nhà nào lạnh lẽo nhưng ai cũng muốn tới? Nhà băng. Chính xác. Bông gì không mọc từ cây? Bông tai. Chính xác. Rồi đọc lại. Đố mọi người chơi gì mà càng chơi càng ra nước? Chơi nước. Chơi nước không phải. Được phép trả lời lại hay là muốn đọc câu khác? Dạ, câu khác. Xe nào không bao giờ giảm đi? 4 3 2 1 Hết giờ. Xe tăng. Không bao giờ giảm thì sao tăng?
Rồi bạn được 6 câu trả lời đúng trên 10, vậy là sai 4 câu, vậy là chỉ nâng lên 4 đứt thôi. Vậy là hay lắm rồi đó. Ok, chúng ta đến với bạn Tuấn. Và 10 câu hỏi của bạn ở cái chương trình Nhanh Như Sấm Sét này rất là đơn giản. Câu thứ nhất: trò gì 5 bé hơn 2, 2 bé hơn 0 và 0 bé hơn 5? Trái gì không hái được nhưng rất dễ tan vỡ? Cô bé hoàng khăn đỏ đội nón màu gì? Không có đội nón. Chính xác. Chồng của mẹ mình là ai? Chính xác. Xong gì nghe tên là thấy giàu rồi? Tiền. Chính xác. Bộ phận nào trong cơ thể con người không xương nhưng dễ bị gãy? Bò mẹ ham chơi không lo cho con thì gọi là gì? Bò mẹ ham chơi không chịu lo cho con thì gọi là gì? Mang gì có nhiều màu sắc? Màn gì che được tất cả mọi vật trên đời? Đêm. Chính xác. Đọc lại những câu khác: trò chơi gì 5 bé hơn 2, 2 bé hơn 0 và 0 bé hơn 5? Quán sushi. Chính xác. Trái gì không hái được nhưng rất dễ tan vỡ? Chính xác. Bò mẹ không chơi không chịu lo cho con thì gọi là gì? 4 3 2 1 hết giờ. Bò, con bò mẹ nó không chịu, nó không chịu chơi chứ không chịu lo cho con thì gọi là bỏ bơi. Bơi là con của nó mà, bơi con bò đó bạn, bơi là con của con bò, không chịu lo cho nó thì bỏ bơi. Ok, và bạn Tuấn được 6 trên 10, vậy là sai có 4 câu thôi. Tuyệt vời. Ok, cuối cùng là bạn Hới Anh, và 10 câu hỏi của bạn bắt đầu. Môn thể thao nào có cả vua lẫn hoàng hậu? À, vua. Chính xác. Loại xe không có bánh thường thấy ở đâu? Xe không có bánh. Bọc qua. Tiếng nào không bao giờ ngủ? Kiến thức. Chính xác. Quả gì ai cũng sợ ăn trúng? Bom. Sai. Bức tường nào dày nhất thế giới? Tường thành. Bạn lấy tường thành. Đúng rồi. Đồng gì mà đa số ai cũng thích? Đồng tiền. Chính xác. Cái gì không có chân, không có đuôi, không có cơ thể mà có nhiều đầu? Bọc qua. Con gì không có xương sống mà vẫn đứng được? Sông. Sai. Bánh gì mang tên loài vật? Bánh gì mang tên loài vật? Ốc gì to nhất? Bọc qua. Loại xe không có bánh thường thấy ở đâu? Đà. Sai. Dưới nước. Sai luôn. Quả gì ai cũng sợ ăn trúng? Qua. Cái gì không có chân, không có đuôi, không có cơ thể mà có nhiều đầu? 9 đầu. 8 7 6 5 4 Hết giờ. Rồi sau khi ekip mình xem xét lại cái câu mà quả gì ai ăn trúng cũng sợ thì ổng trả lời là quả bơm. Nhưng mà cái câu chính xác là quả báo. Nhưng mà quả bơm bình thường thì chắc không ai dám ăn đâu bạn. Nên mình nghĩ là đúng luôn nha, đúng luôn câu đó luôn nha. Quả bơm có đâu ai dám ăn đâu vậy. Rồi ok, sau khi trả lời các câu hỏi thì chúng ta có đáp án là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lại là 6 trên 10 nha bạn. Vậy là bị nâng lên 4 đứt. Mấy câu hỏi này mình lấy trong cái chương trình thật sự luôn các bạn ơi. Không hiểu sao để đốt cái câu này luôn, chứ không phải là mình tự nghĩ ra đâu, là có trong đó luôn đó nha. Rồi sau khi chơi xong cái Nhanh Như Sấm Chớp thì chúng ta đã có kết quả. Bạn đầu tiên sẽ nâng lên 6, 3 bạn còn lại mỗi bạn nâng lên 4. Đơn giản vậy thôi. Hiện tại là mình ngồi như vậy mình cảm thấy khá là thoải mái luôn. Còn bạn kế bên mình thì ngồi khá là xéo xéo. Giờ mình ngồi như sao? Tuấn đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ cảm giác giờ thật sự là như thế nào? Rất là mỏi. Chắc chuẩn bị tạch đó. Vậy thì bạn nên lấy cái phao cứu sinh đó đi. Thật sự là như vậy để cho game nhanh hơn chứ. Ngồi vậy thoải mái quá. Sau khi mình hỏi anh Phú có đói hay không thì anh nói là anh đói và anh thích ăn cháo. Đây, mình đã mua cháo với một chai G-Fi cho anh này. Nhưng mà từ từ, trước khi ăn thì mình phải dán cho anh một miếng salon bát để cái chân anh không có bị nhức nha. Một người huấn luyện viên như em mà anh thấy có chu đáo không anh? Quá chu đáo luôn em nha, anh không cần dán chân đâu. Phải dán cho anh. Dán vô lưng được rồi, một miếng thôi. Vô lưng rồi, ok rồi. Vô lưng, ok. Khi nào cần thì cứ... Tí nữa anh ăn xong mới lấy cho anh mượn cái mền. Ngủ lại đây luôn. Sáng này anh về được không? Rồi bây giờ mình sẽ đút cháo cho anh nha. Chắc không nóng đâu. Để bà đút con nha. Đâu nóng không? Quá tuyệt vời. Anh uống nước không? Để em lấy nước cho uống. Vậy biết bao giờ mới rụng các bạn. Giờ mình bắt đầu gáy được rồi nha. Game là dễ. Nữa ăn, hả? Ăn gà anh. Anh không ăn gà, ăn cháo được rồi. Vậy để xíu em ăn. Ok.
Rồi tình hình anh Tiến của mình cũng đã đói rồi các bạn. Anh Tiến nhờ mình mua hộp cơm sườn để ăn nha. Đây anh Tiến. Ăn đi. Còn anh Tuấn của mình thì không có thích ăn các bạn, chỉ thích uống nước thôi. Quá ngon. Anh chỉ thích uống nước chứ không thích ăn. Đây nước anh ạ. Và đồng đội mình cũng thế, cũng chỉ uống nước thôi à. Uống nước giữa bụng, ăn nhiều thì sợ đi ỉa các bạn. Trong khi đó có mình mà lại sợ đến điều đó, không hiểu luôn á. Đây để khui ra. Còn uống một tơ không à. Đi cho miếng lọc nha. Ok. Ở giờ uống được luôn hả? Ok anh em. Rồi sau khi mọi người đã ăn cơm uống nước xong thì mình lại tiếp tục có thử thách để cho mọi người có động lực đi tắm nha các bạn. Chiều giờ chưa thấy ai tắm hết. Có bạn kia thì mới tự nhiên tạt xô nước lên người không biết làm gì nữa. Chắc là nó đi đái rồi. Và động lực tiếp theo này mình cấp đó chính là chơi ném banh vào rổ nha các bạn. Phía bên đó mình có 10 cái rổ, trong rổ có những cái lá hâm. Ném vào gì thì sẽ được cái đó. Đơn giản thôi, cứ ngồi dưới vậy ném vào bển thôi. Ai mà lỡ tặc tay mà té cái ùm nước thì lụm 15 triệu các bạn. Em diễn vãi. Và lần này tụi mình sẽ sử dụng vòng quay để xác định ai là người ném. Mỗi người được ném một cái. Nếu ném ra ngoài thì sẽ được nâng lên một đứt và ném lại. Đơn giản vậy thôi. Quay luôn nha. Phú. Ok, một lượt ném duy nhất. Nếu ném hụt được ném lại nhưng bị nâng lên một đứt. Ok. Rồi, ném hụt. Ok, ném hụt, ném lại. Lại ném hụt. Rồi, vô. Ném hụt hai cái và cái thứ ba ném vô các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem là ổng có cái gì nha. Nâng lên 5 đứt. Hồi nãy ném hụt 2 là nâng lên 2 cộng với 5, vậy là hình 7. Rồi chúng ta đảo tất cả những cái đá hâm này và đến với người tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với người thứ hai. Tuấn. Bạn Tuấn, tờ đứng ngay ổng luôn nè. Rồi ném hụt một lần. Hai lần ném hụt. Rồi, ba lần ném hụt. Vô. Tự chọn một người thêm lượt. Nói chung là ông Tuấn ông ném ra ngoài ba cái là sẽ bị nâng lên ba. Nhưng mà được một cái lá hâm là tự chọn một người thêm lượt. Bây giờ mình muốn ai thêm lượt. Mình cảm thấy ai sắp té là cho đi luôn. Thấy anh thêm lượt. Rồi thấy anh được phép ném. Giờ rổ cho thấy anh rồi mọi người. Rồi ok. Tình hình là thấy anh được bạn Tuấn cho thêm lượt. Nên giờ mình lỡ rồi mình chơi hai phát luôn ha. Ok. Ok được ném hai trái luôn á. Cũng hung quá kìa. Rồi ném hụt, được phép ném lại, tăng lên một đứt. Hai lần ném hụt. Ba lần ném hụt. Bốn lần ném hụt. Vô. Xem chúng ta sẽ có cái gì nha. Hạ xuống 3 hoặc nâng người chơi khác lên 3. Chúng ta không có đảo, bởi vì dòng của bạn vẫn còn. Năm lần ném hụt. 6 lần ném hụt. 7 lần ném hụt. Yes. Chúng ta cùng xem cái rổ này có gì nha. Nâng lên 5. Ok. Có cái lá là hạ xuống 3 hoặc cho người hát lên 3. Bây giờ cái lá nâng lên 3 hoặc cho người hát lên 3 thì bạn muốn thì sao? Lên đi anh. Tức là nâng người khác nâng ai? Nâng bạn cái bên. Rồi vậy là nãy bạn nói là nâng lên 3, bây giờ nâng lên 3 nữa là 6. Còn bạn thấy anh thì vẫn là 12. Nhưng mà chút nữa mới phạt nha, để ném xong cái nè. Ok, lượt cuối cùng của bạn Tiến. Ném hụt thì lên 1. Ném lại vậy thôi. Chứt. Đừng là cái ầm nha. 1 lần hụt. 2 lần hụt. 3 lần ném hụt, lụm tung. 4 lần hụt. 5 lần hụt. Yes. Vô. Không, đừng có dội mừng, trong đây còn có những lá máy ầm lắm. Nâng lên 7. Ôi trời. Rồi sau khi chơi ném bóng rổ xong thì chúng ta có kết quả như sau. Phú là 7. Bạn Tiến 12. Bạn Tuấn là 6. Và bạn Thới Anh là 12. What the hell. Xin đón xem là ai sẽ là người ra đi. Hai bạn cùng phát biểu coi. Ok. Em
mới chơi mà. Nãy mới chơi. Còn bạn bạn Tuấn. À, mình sẽ có ý hết sức. Có thể. Bây giờ là nhìn cái cục tiền nó trôi nữa, phải lên đó nó trôi qua đây lên đúng rồi nãy đang rồi. Đó. Ai nhảy xuống mình lụm 15 triệu lẻ mất công hai cục té rồi không có chụp kịp á. Gãy cái đầu dừa, ông cứ over cái đầu dừa, cái gãy đầu dừa luôn. Không sao, phải có người tập thì game mới tiếp tục được các bạn. Chứ ai cũng ngồi mình gồng cái chơi lâu lắm. Không sao, có 15 triệu. Mắc nơ của anh đâu rồi, vô em, là giúp đỡ em. Rồi, tuy em là một người mắc nơ rất là có tâm, nhưng mà anh đã thua, em rất tiếc. Trao cho anh cái cúp quà lưu niệm tri ân. Đây, tặng anh. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn, em cảm thấy rất may mắn khi tham gia chương trình của anh Lâm và để vào được cái vòng hôm nay. Hôm nay về có thêm một cái người đồng đội để giúp đỡ mình những lúc mà đói bụng, đó là cô Vĩ. Nên mình có thể trụ đến bây giờ. Và xin chào các bạn, mình đã cố gắng hết sức. Tình hình là còn 3 người chơi, bạn vẫn chưa có ai chịu nhảy xuống nước, nên mình lại phải có một cái trò chơi để giúp cho mọi người có động lực xuống nước. Và hiện tại là dưới nước do chưa có, chắc là tại là chưa có một cái gì đánh nổi các bạn nên chưa ai muốn xuống nước. Nhưng mà mình lại thích có trò chơi, đó chính là trò chơi câu chai nước nha. Ở đây mình có một cái cây cần câu, cột cái con ốc vô như vậy đó bạn. Người chơi sẽ dùng cái cây cần câu này và câu cái chai nước này, câu nhắc bổng nó lên, biển nhắc bổng nó lên được thôi thì sẽ chiến thắng. 3 người chơi nhưng mà chỉ cần một người hoàn thành thôi, 2 người còn lại sẽ bị thua. Người thua sẽ bị nâng lên 5 nấc, còn người thắng thì sẽ được hạ xuống 5 nấc. Một người thắng được hạ, 2 người thua thì sẽ bị nâng, đơn giản vậy thôi. Ok chưa, bắt đầu chúng ta đưa cây cho đối tác đi. Từ từ chưa nha, chưa báo bắt đầu nha. 3 2 1 bắt đầu. Kỹ thuật á, được cái đập mẹo á nha, hay á. Không sao, cái gì hay chúng ta học hỏi thoải mái, nhưng mà quấn gì hơi khó. Quá hay luôn các bạn, có vụ chơi mẹo nữa. Tại vì mình không có cái quy định nào hết, chỉ việc câu thôi, nên chơi vậy là cũng không có gì sai hết nha các bạn. Mà chưa dắt chua vô được đâu. Mỏi rồi. Anh thả nước được. Đây. Không câu nữa. Rồi, ông quyết định không câu nữa nha các bạn. Và nếu như mình muốn đầu hàng thì sẽ có ngay 15 triệu liền nhảy xuống, có ngay 15 triệu. Cho hai kia hỗ trợ câu luôn. Vô rồi kìa. Đang lên. Yes. Ok, chúng ta đã có kết quả cho bạn. Thới Anh hoàn thành được hạ xuống 5 đất. Ăn, hạ xuống 5 đất ăn. Có. Tú qua đây, nâng lên 5 đất. Đồng đội của tôi đâu? Nâng lên 5 đất. Rồi, tình hình là vẫn còn 3 người chơi nên mình vẫn phải tiếp tục cái vòng dụ dỗ để cho game nó khu vẫn có tiền các bạn. Gala mà. Lên. Thôi được rồi, để anh đầu hàng cho vậy, đầu hàng cho. Và cọc này là 5 triệu. Cọc này là 10 triệu, vẫn là 15 triệu các bạn. Và nằm ở đây, mình đang cố gắng ít tiền lại để cho người cuối cùng còn nhiều nha. Chúng ta sẽ đưa ra ngoài. Rồi, ai nhảy xuống thì cứ việc bơi lại mình lụm tiền thôi. 15 triệu. Em xuống nha. Xuống hả? Hỏi bái. Cái máy tắm nước luôn kìa. Rồi, lụm 15 triệu mà lên thôi. Đây anh, tặng anh cái huân chương. Đã cố gắng hết sức anh ơi. Giờ vậy là khá rồi, hơn mình nhiều luôn. Cảm ơn em. Nói chung okay. Là cảm ơn anh Lâm Vlog để cho anh em mình có cơ hội được giao lưu và tiếp xúc với nhau. Thì đấu tới đến bây giờ là mình đã cố gắng hết sức rồi. Ok, nói chung là chúng ta đã đến được vòng chung kết. Ở một bạn đầu bên đây và một bạn đầu bên đây luôn bạn. Tại sao hai bạn lại có thể xa cách nhau như vậy luôn? Không đúng kịch bản, thế là kịch bản của hai người phải kế nhau, người chơi mới dễ, bạn dễ quay nữa. Và chúng ta đã đến vòng chung kết.
Vậy ơi, vali mình còn nhiêu tiền vậy? Điểm có mấy cọc em? Qua đây em. Coi tình hình là mình còn 6 cọc các bạn. Và mình quyết định là nếu như bây giờ ai nhảy xuống nước cái ụp lụm ngay 20 và người thắng 40. Vậy nha. Có ai muốn nhảy không? Không nhảy thì bắt buộc game phải tiếp tục á. Tiếp tục thì là mình thua. Tại vì thật sự là kịch bản đã bắt đầu không còn game nữa bạn. Tụi mình viết game tới thường tới bây giờ nó bắt đầu sắp hết rồi. Giờ phải dắt ốc và suy nghĩ chắc khi một game nữa là bắt đầu là chơi sát phạt luôn nha các bạn. Ok, ăn lấy anh game dự bị các bạn ơi. Có. Game dự phòng. Có. Còn xem ai sẽ là người lấy 20 triệu, ai lụm 40 triệu nha các bạn. Ok, thành thành là mình lấy cái trò chơi dự bị các bạn. Tại tụi mình hết trò rồi, đây là cái trò dự bị lấy ra chơi luôn. Tức là đây là game cuối cùng rồi nha. Và tụi mình sẽ chơi rất là đơn giản. Đây là cây súng cò quay ga các bạn. Nếu như ai mà để đến đầu như vậy là bắn mà nổ cái bụp là người đó sẽ bị nang lên 10 đứt. Người còn lại xong, không là cần làm gì hết. Game như vậy thôi, tăng 10 đứt. Một game duy nhất. Và mình sẽ quay xem ai sẽ là người may mắn được chơi trước nha. Rồi ok. Quay. Ok. Chúng ta có bạn Phú được chơi trước. À, súng này thì mình cứ nhắm mắt mình quay hình xui các bạn. Rồi. Hay là bạn muốn quay cho quay luôn, quay là thích quay không? Hỏi luôn đúng không? Hình xui luôn nha. Bóp cái này chơi đó, để cái đầu nha. Ok, nói chung là ổng vừa bắn là không nổ nha các bạn. Nói chung là cái bóng này nó bay ra cậy đó bạn. Cứ ai mà bắn trúng là có cái kim lòi ra. Phải anh. Rồi ok. Cây kim không lòi ra. Có ai có thể cho cái bóng một cái bóng dự phòng nào đó mà nó bự hơn không? Bóng này nhỏ quá. Rồi, không có lòi kim, tiếp tục. Rồi. Cây kim nó lòi ra nhưng mà nó nổ chậm nha các bạn. Rất tiếc là bạn Phú là bị nang lên 10 nước và không còn bất kỳ một game nào hết. Rồi, vậy à, Tú nang lên 10 nước Tú. Ok, nói chung là tụi mình đã kịch bản là hết game luôn nha các bạn. Bây giờ chỉ là ai mà gồng dữ hơn thì người đó thắng thôi. À, ai té xuống lụm ngay 20 triệu, ai ngồi trên ghế lụm 40 triệu. Đơn giản vậy thôi. Và bạn thấy anh có muốn phát biểu gì lần cuối cùng không bạn? Em mới chơi mà anh. Bạn mới chơi, còn bạn Phú thì sao? Ok, mình sẽ chơi tới cùng. Bạn chơi tới cùng. Ok, rồi hai người bắt đầu là sẽ là có thể là gồng hết suốt hết đêm nay các bạn. Chúng ta cùng bình luận xem ai là người gồng tới cuối cùng nha. Không được phép ngồi tính đồng giữa nha. Chỉ được dịnh thôi. Thôi đi ngủ đi. Linh nó quay lên anh đi ngủ. Ok anh. Mỏi chân quá, em đổi thế trượt chân té nó đây. Phú thắng rồi. Rồi rồi vậy té qua đi. Em chưa được chưa? Lại anh. Trời. Đúng là mình nhìn không lầm người. Ở lộn. Anh nhìn không lầm em mà em cũng không lầm anh. Anh đã nói với em là anh sẽ không làm em thất vọng mà. Rồi ok, thành thành là chúng ta đã có kết quả bạn. Bạn Phú đã chiến thắng vòng gala. Rồi bạn thấy anh tuy thua nhưng mà vẫn có tiền nha bạn. Rồi vậy mở ra. Đấy, tôi cũng lưu niệm nè anh. Theo như rồi thấy anh được 20 triệu nha. Rồi được thêm một cái lưu niệm. Tiếp theo Tú vừa cái lưu niệm cái nào. Bạn Phú có tới 40 triệu. Ai cũng có tiền mà có nhiều có ít tới bạn. Ok. Muốn phát biểu gì là cuối cùng không? Đến đây là tất cả ai cũng đã mệt mỏi hết rồi. Nói chung mình cũng rất là may mắn. Bạn kia sơ suất nên mới ngã chân, mình là người chiến thắng. Chứ ông cũng khỏe lắm đúng không? Còn nếu gồng được gồng nữa thì chắc chắn là tầm tiếng là hết cỡ rồi. Và sau đây mình cũng xin chúc luôn cho team của Lâm Vlog được nhiều sức khỏe và sớm đạt được nút kim cương. Ok, cảm ơn okay. Luôn. Rồi thấy anh cũng phát biểu gì phát cuối không? Nói chung là đến vòng này là cũng rất là kiên trì và nỗ lực rồi, ai cũng khỏe cả. Anh Phú hôm nay nữa là cực kỳ là xứng đáng để giành giải nhất luôn.
Em cũng chúc rằng là team Love Vlog thật nhiều sức khỏe và đạt được nút kim cương sớm nhất. Ok, cảm ơn mọi người. Nói chung là thử thách lần này là vòng gala nên chơi rất là chiến, kết hợp rất là nhiều yếu tố, may mắn nè, kiên trì nè, có cả dùng dỗ nè, và đặc biệt là ngồi trên ghế không được đi đâu luôn, rất là nhiều thử thách trong đó. Có người phục vụ nữa. Có người phục vụ nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, nói chung là bạn nào yêu thích cái series của mình thì đây là một like, chia sẻ để bạn nhắn đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình ra những clip khác nha, để tụi mình có động lực sẽ tạo ra những cái series mới lạ hơn và những giải thưởng gì đó hấp dẫn hơn nha. Tạm biệt các bạn.